Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Các bạn hãy thử nghĩ kỹ lại xem, các bạn sẽ làm điều gì đầu tiên với khoản tiền lương hàng tháng của mình? Bạn có phải trả tiền phòng, trả các hóa đơn và các khoản thế chấp hay không? Hay bạn sẽ đi ăn uống với bạn bè hoặc mua một đôi giày mới? Nhưng còn bản thân bạn thì sao? Bạn chính là người đã làm ra số tiền đó cơ mà. Bạn không định dùng số tiền đó cho chính bạn sao? Nghe đến đây, nhiều người sẽ nói rằng những khoản tôi chi tiêu đó chính là dành cho bản thân tôi rồi còn gì nữa. Nói vậy không sai, nhưng nếu bạn chỉ làm vậy thì bạn có thắc mắc rằng tại sao từ trước đến nay thì cuộc sống của bạn vẫn chẳng có gì thay đổi. Mà nếu không có sự thay đổi tích cực thì có lẽ bạn nên nhìn lại cách sử dụng đồng tiền của mình. Hình như là nó có vẻ chưa được đúng lắm rồi đó. Thế nên hãy tham khảo video ngày hôm nay mà Bí quyết thành công chia sẻ về 5 quy luật của vàng sẽ giúp các bạn tiền đẻ ra tiền đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ biết được mình nên chi tiêu như thế nào, tiết kiệm ra sao, đầu tư như thế nào để cho thông minh và có giá trị nhất nhé. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 5 quy luật tuyệt vời của vàng này nhé. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm bảng biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Ngày xưa ở thành Babylon thì đây từng là một trong những thành phố giàu nhất trên thế giới đấy các bạn ơi. Thế nhưng công dân ở đây quản lý tiền bạc lại không hề tốt một chút nào. Vì thế mà nhiều người đã tới để gặp ông Akkad để học hỏi sự khôn ngoan của ông này. Những bài học đánh giá đó đã được Gio Grassin tập hợp lại trong cuốn The Richest Man in Babylon của ông và Bí quyết thành công đã tổng kết lại 5 bài học mà tôi đã đúc kết ra từ cuốn sách này. Các bạn ơi, lời khuyên về tiết kiệm cá nhân luôn là một trong những nguyên tắc lâu đời nhất của tài chính cá nhân. Tất cả các sách nói về tiền tệ hay các blog tài chính cá nhân đều khuyên các bạn nên thực hiện điều này ngay lập tức, chẳng khác nào cha mẹ của các bạn cả. Thế nhưng để thực hiện tiết kiệm lại không hề đơn giản. Có thể trước đây bạn đã từng cố gắng tiết kiệm một vài lần rồi nhưng đều thất bại. Chúng ta luôn phải sử dụng tiền vào rất nhiều mục đích cơ bản như thanh toán hóa đơn điện, nước, thực phẩm, đi lại. Và một khi bạn phải chi trả cho những hóa đơn này thì bạn lại không còn tiền trong túi, vì số tiền đó đã bị phung phí vào những khoản chi tiêu không cần thiết khác. Và đến với quy luật đầu tiên của vàng mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó là tiền sẽ đến với người nào biết để dành. Hay các bạn có thể hiểu rằng tiền trả cho bản thân bạn trước tiên. Chi cho bản thân trước tiên có nghĩa là gì nhỉ? Chi cho bản thân trước tiên hay còn gọi là pay yourself, đơn giản là trước khi các bạn thanh toán các hóa đơn, mua thực phẩm hay làm bất cứ điều gì khác thì các bạn hãy tiết kiệm một phần thu nhập của các bạn trước đã nhé. Hãy để khoản tiền dành ra được đó vào tài khoản tiết kiệm hay quỹ hưu trí của bạn và đương nhiên là nó chỉ được dành riêng cho bạn mà thôi. Đây cũng chính là một thói quen để thành công và giàu có đấy. Con đường dẫn tới sự giàu có bắt đầu từ một nơi nào đó mà theo ông Akkad thì đó chính là túi tiền của một người. Vì thế mà ông đã dạy mọi người rằng hãy để ra 1/10 thu nhập của chính mình và học cách sống với 9 phần còn lại. Nếu các bạn không thể làm vậy thì cái mà chúng ta cho là những khoản chi tiêu cần thiết theo một cách kỳ lạ nào đó sẽ lấn sang cả nguồn thu nhập có sẵn đấy. Như vậy, hãy đánh giá thời gian và nỗ lực của bạn, sau đó để ra 1/1 thu nhập cho bản thân mình và dùng phần còn lại cho những mục đích khác. Đó chính là nền móng để xây dựng cho khối tài sản của bạn sau này. Các nhà tư vấn tài chính cá nhân nổi tiếng như là Robert Kiyosaki, David Beck, họ đều cho rằng để đo lường mức độ giàu có của một người thì chúng ta phải tính xem số ngày mà người đó duy trì được mức sống như mong muốn khi họ không làm việc nữa. Thoạt nghe thì có vẻ hơi phi lý, nhưng thực tế thì nhiều người vẫn kiếm được tiền kể cả khi đi chơi, đi ngủ. Đó chính là cách kiếm tiền thụ động. Bí quyết tạo ra một nguồn tài chính dư giả mà bất cứ người nào muốn hướng tới những mục tiêu tài chính bền vững cũng nên áp dụng. Đến với quy luật thứ hai của vàng mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó là tiền sẽ sinh sôi nảy nở với ai biết đầu tư nó. Các bạn à, đồng tiền nằm im là đồng tiền chết. Các bạn hãy để chúng quay vòng và sinh ra lợi nhuận. Vâng, đó là một câu danh ngôn mà bất cứ doanh nhân nào cũng cần phải biết.
Nhưng để thực hiện được điều đó thì đòi hỏi mỗi doanh nhân phải có những kế hoạch phù hợp và hiệu quả cho riêng mình. Một doanh nhân giỏi thì không bao giờ dừng lại ở việc tiết kiệm tiền hay việc để tiền của họ nằm yên trong két sắt, mà họ sẽ có phương thức để đồng tiền sinh sôi, nảy nở. Có tiền mà không biết cách làm cho đồng tiền phát huy hết chức năng sinh lợi của nó thì thật là một điều đáng tiếc. Trong kinh doanh hay cả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ có rất nhiều cách để làm cho tiền đẻ ra tiền, miễn là bạn phải quyết tâm và có đôi chút mạo hiểm, dám dấn thân vào thử thách. Nếu như cách kiếm tiền chủ động là bạn bắt buộc phải sử dụng sức lao động, chân tay và trí óc thì mới có thể mang về nguồn thu nhập, thì ngược lại, kiếm tiền thụ động là tiền vẫn chảy về túi ngay khi không cần phải làm việc. Nhưng như vậy không có nghĩa là tiền ở trên trời tự dưng rơi xuống, mà bắt buộc bạn phải đầu tư trước, thu về sau. Ví dụ như hàng tháng bạn đi làm và nhận được một khoản lương cố định, sau khi trừ các chi phí cần thiết thì vẫn dư một khoản chẳng hạn. Và bạn có thể dùng khoản tiền này để đầu tư, giúp tiền đẻ ra tiền mà không cần tốn sức. Với hơn 90 triệu dân, trong đó có tới 60% nằm trong độ tuổi lao động, thì Việt Nam ta được xem là một trong những quốc gia có ngành tài chính tiêu dùng giàu tiềm năng. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, World Bank, thì nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân khá cao, với khoảng 60 tỷ USD. Điều này cho chúng ta biết tiềm năng nguồn tích lũy đã thấy rõ. Nhưng thực tế, không phải ai cũng biết cách khai thác để biến nó thành một khoản thu nhập thụ động. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam cũng có rất nhiều hình thức kiếm tiền thụ động như là cho thuê tài sản, nhà cửa, xe cộ, v.v., sở hữu bản quyền trí tuệ, gửi tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu hay các quỹ đầu tư đa dạng. Mỗi kiểu đều có một đặc thù riêng các bạn ạ. Như cậu bạn Nhật Minh của tôi là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp. Năm 2014, gia đình cậu ấy tìm được một mảnh đất tại Hà Đông. Hai vợ chồng đi vay mượn các bên để mua đất và xây nhà trọ. Mỗi căn nhà trọ khép kín của cậu ấy có diện tích từ 16 cho đến 25m². Khu này an ninh đảm bảo và vệ sinh sạch sẽ, nên giá thuê trung bình mỗi căn là từ 2 cho đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Sau 5 năm thì hai vợ chồng đã trả hết nợ và bây giờ chỉ cần mỗi tháng ghé qua vài lần để quản lý là có thêm một nguồn thu cố định rất ổn hàng tháng rồi. Trong khi đó thì cậu em của Minh tên là Đạt, 28 tuổi, là một kỹ sư xây dựng thì áp dụng phương pháp khác. Cậu nói rằng mặc dù rất muốn đầu tư thứ gì đó để tăng nguồn thu, nhưng do số vốn tích lũy còn hạn chế nên khó thực hiện. Với 200 triệu có được thì cậu em lại lựa chọn gửi ngân hàng, lãi suất gửi tiết kiệm đợt Đạt gửi khá là cao, khoảng 8%. Dù mức lãi suất thấp nhưng phương án này lại mang sự an toàn. Đó chính là những ví dụ điển hình về các hình thức kiếm tiền thụ động. Tùy theo thực tế nguồn vốn, sở thích, mục tiêu thì mỗi người có thể chọn cho mình một hình thức phù hợp nhất. Các bạn ơi, cho vay tiền là một giao dịch quen thuộc trong đời sống xã hội. Thế nhưng đây cũng là giao dịch ẩn chứa rất nhiều rủi ro có phải không nào? Thường thì do bên vay cố tình chây ý, không trả nợ và bên vay nhiều khi phải ngậm ngùi mất trắng số tiền cho vay. Vậy thì quy luật của vàng có liên quan gì đến chuyện vay mượn nhỉ? Và nếu muốn cho người khác vay tiền thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để có thể giúp tiền đẻ ra tiền đây? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu về quy luật thứ 3 của vàng thông qua câu chuyện về người cho vay vàng ở thành Babylon nhé! Đến với quy luật thứ 3 của vàng mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó là tiền sẽ ở lại với người biết ủy thác nó cho người khôn ngoan. Mathorn, người được mệnh danh là người cho vay vàng số 1 ở vương quốc Babylon đã nói, nếu là người cho vay tiền khôn ngoan và có đầu óc tính toán cẩn thận, thì phải sử dụng cách nào đó để đảm bảo người vay tiền sẽ trả lại số tiền đã vay cùng với khoản lãi suất. Trong nhiều năm làm công việc cho vay vàng, ngoài những giấy tờ cần thiết, thì Mathorn còn lưu lại của khách hàng các vật thế chấp để làm bằng chứng. Khi nào khách hàng trả hết số nợ, thì ông mới trả họ những vật dụng này. Trong trường hợp khách hàng xù nợ, thì đây sẽ là những bằng chứng để ông tố giác người đó lên nhà vua. Mathorn nói, theo tôi, những người đang sở hữu nhiều tài sản vay tiền là an toàn nhất. Tất nhiên, số tiền họ vay không được nhiều hơn giá trị tài sản của họ. Để nếu cần, thì họ sẽ bán đất đai, các đồ trang sức quý báu, lạc đà hoặc những vật dụng khác để trả nợ. Đối với những người này, khi cho vay tiền, Mathorn thường yêu cầu họ đưa ra vật thế chấp. Ông cho biết thêm, nếu như họ không trả nợ được, vật họ đã mang thế chấp sẽ là của tôi. Tôi có thể bán đi để lấy tiền bù vào số tiền tôi đã cho vay.
Ngoài ra còn một cách nữa đảm bảo số tiền cho vay mà Thorne không bị mất đi, đó là làm tấm thẻ chứng cứ. Trên đó ghi lại lời giao hẹn, nếu đến kỳ trả nợ mà người đó không thanh toán được thì họ phải giao cho ông một tài sản nào đó có giá trị tương đương để khấu trừ. Theo những cách này, chắc chắn số vàng ông cho vay phải được hoàn trả cùng với số tiền lãi. Bởi vì công việc cho vay dựa trên cơ sở tài sản có sinh lợi theo thời gian. Có một số người khác mà Mathon rất yên tâm khi cho họ vay tiền. Đó là những người có khả năng kiếm ra tiền, có việc làm và thu nhập ổn định, thật thà và tự trọng. Họ luôn có khả năng trả được cả vốn lẫn lãi cho người cho vay. Sự đảm bảo này là dựa trên những nỗ lực làm việc của người vay tiền. Ngoài ra, có một số người đi vay tiền nhưng bản thân họ không có tài sản và công ăn việc làm. Đời sống của những người này quả thật khó khăn và họ thường không thể trả hết nợ. Mặc dù cho họ vay không nhiều hơn một hào, nhưng ông cũng lấy một vật gì đó để làm bằng chứng. Mathon rút ra kết luận, với không ít người tuổi trẻ vẫn hay có nhiều tham vọng và thường hấp tấp, nôn nóng trong việc thực hiện những viễn cảnh của mình. Họ không nghĩ đến chuyện tài và lực của mình còn bị hạn chế, thậm chí không để ý đến những lời khuyên đúng đắn của những người đi trước. Đến khi công việc bị đổ vỡ thì họ mới cay đắng nhận ra những bài học đắt giá cho bản thân mình. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần thất bại, họ lại gánh thêm một món nợ. Và thay vì cố gắng thay đổi cuộc sống tốt hơn, họ lại rơi vào cảnh bần cùng, bế tắc, thậm chí mất hết lòng tự trọng, sự tự tin và ý chí phấn đấu. Mathon cho rằng vàng là hàng hóa của người làm nghề cho vay tiền. Việc cho vay rất dễ dàng, nhưng nếu cho vay không khôn ngoan thì rất khó đòi lại. Đối với những người cho vay giàu kinh nghiệm, họ không bao giờ mạo hiểm trong công việc của mình, mà ngược lại, họ luôn tìm cách nào đó để buộc người vay tiền hoàn trả đúng hẹn. Theo ông, việc giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn hay đang khởi đầu sự nghiệp là điều cần thiết. Nhưng phải biết giúp họ một cách khôn ngoan. Nếu không, bạn sẽ giống như con lừa, chỉ biết gánh chịu những gánh nặng của người khác mà thôi. Mathon nhấn mạnh rằng, tôi là người sở hữu rất nhiều vàng, và tôi dùng số vàng đó để giúp những người khác buôn bán, làm ăn. Điều này không những tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có, mà qua đó tôi có thể kiếm thêm nhiều vàng cho mình. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm trong công việc này. Tôi đã phải làm lụng vất vả, tính toán cẩn thận và tích lũy trong một thời gian dài mới có được số vàng đó. Do thế, tôi sẽ không cho bất kỳ ai vay tiền nếu tôi không tin tưởng vào khả năng hoàn lại vốn của người đó. Ngoài ra, tôi cũng không muốn cho vay nếu số tiền lãi không được thanh toán nhanh chóng đến kỳ hạn. Theo Mathon, thì nếu ai đó dự định thực hiện một công việc gì, thì hãy mạnh dạn hợp tác với những người có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan và uy tín trong lĩnh vực mà anh định tham gia. Nhờ vào họ, một mặt anh có thể học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm. Mặt khác, số tài sản của anh không những được an toàn mà còn sinh ra lợi nhuận. Anh phải bảo đảm khi cho một đồng tiền vàng ra khỏi túi thì nhất định nó phải quay trở lại túi của anh đúng thời hạn. Bài học mà tôi rút ra trong suốt quá trình thời gian làm nghề đó là cho vay vàng. Tha thừa một thận trọng nhỏ còn hơn phải gánh chịu một điều ân hận lớn về sau. Đây chính là bí quyết thành công của tôi đấy. Các bạn ạ, như các bạn đã biết thì đầu tư là cách để các bạn mang lại lãi suất kép cho mình. Đến với quy luật thứ tư của vàng mà bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó là tiền sẽ bị mất đi khi đầu tư vào những thứ mà bạn không am hiểu. Có rất nhiều người vì muốn nhanh có tiền lời hoặc tin vào những lời đồn về các khoản đầu tư thấp, sinh lời cao nên đã dẫn đến tiền mất tật mang. Do đó các bạn hãy chỉ bỏ tiền vào lĩnh vực mà mình thật sự am hiểu về cơ chế hoạt động, vấn đề pháp lý, thu hồi vốn và cách thức giao dịch rõ ràng, an toàn. Các bạn à, nếu như các bạn muốn sinh lời nhanh thì cũng không thể có liền tay ngay khi bỏ vốn ra được. Do đó, các bạn phải có một lộ trình đi của dòng tiền và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến. Không nên quá vội vàng, đi đường tắt mà có thể gây ra những rủi ro, gây ra mất mát về tài chính. Đầu tư tài chính để làm giàu không bao giờ là quá muộn với bất cứ ai cả. Điều quan trọng là khi các bạn phải tin tưởng vào lựa chọn của mình và kênh đầu tư mình rót vốn vào. Đầu tư thông minh sẽ giúp bạn tìm kiếm những cơ hội đổi đời mà không phải ai cũng có cơ hội thực hiện được. Do đó, nếu cơ hội của bạn đã đến, thì hãy đưa ra những quyết định thật sáng suốt để chạm tới những thành công phía trước. Nhiều người đã tìm đến các công ty môi giới đầu tư để tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính phù hợp cho mình. Tuy nhiên hiện nay,
thì rất nhiều công ty ma mọc lên hoặc không có giấy phép hoạt động, nhân viên thì không có kinh nghiệm, v.v. Vì thế, trước khi mang tiền đến giao phó cho những công ty này thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ, có kiểm chứng và nhân viên phải có kinh nghiệm, hiểu biết. Bạn là một người chăm chỉ và tiết kiệm. Sau nhiều năm làm việc, bạn đã tiết kiệm được một số tiền nhất định. Bạn chưa muốn xây nhà, mua xe hay mua sắm bất cứ một thứ gì. Bạn có dự định sẽ để số tiền ấy trong thẻ hoặc gửi ngân hàng cho an toàn. Đây cũng là một lựa chọn thông minh, nhưng dòng tiền sinh sôi chậm, lời ít. Vì thế, bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn những kênh đầu tư tài chính hiệu quả hơn để có thể sinh lời cao và duy trì ở mức ổn định. Đây chính là đầu tư tài chính thông minh, là cách các bạn đặt đồng tiền vào đúng kênh đầu tư sinh lời cao, giao dịch an toàn, vốn đầu tư ít và có thể kiểm soát rủi ro. Thế nhưng các bạn đừng vội vàng quá trong chuyện đầu tư và làm giàu nhé! Đến với quy luật thứ 5 của vàng, đây chính là bài học xương máu mà rất nhiều người đã mắc phải đấy các bạn ơi. Tiền mất đi nhanh chóng theo kế hoạch làm giàu nhanh. Ra kinh doanh không phải cứ 100% đúng như những gì mình tính toán thì mới làm. Cũng không phải làm đại mà không cần nghiên cứu gì cả. Trong thời buổi kinh tế hội nhập, thông tin nhanh nhạy, kiến thức phổ cập tràn lan, con người ngày càng khôn ngoan hơn, thì việc bước vào con đường làm giàu không tuân thủ theo những quy trình đúng đắn, nguy cơ phá sản là không thể tránh khỏi. Chúng ta ai cũng có những ước mơ làm giàu, ai cũng muốn thể hiện mình, muốn giúp đỡ người khác. Nhưng điều quan trọng là chúng ta làm như thế nào để đạt được điều đó. Kiến thức tiếp thu trên trường lớp một phần rời rạc, một phần quá xa rời thực tế, khiến cho không ít bạn trẻ bị hoang mang. Một bạn đã từng hỏi Bí Quyết Thành Công rằng bạn ấy rất yêu thích cái cảnh ngặt một điều trong tay không có đồng vốn nào. Vậy có nên cầm giấy tờ nhà để kinh doanh không? Để có lợi nhuận thu về, ta phải tiến hành nhiều hoạt động. Nhưng trong sách vở lại không chỉ các bạn là hoạt động nào mang tính chất quyết định, hoạt động nào có thể cắt bỏ. Cho nên đa phần các bạn sẽ luôn nghĩ mình thiếu vốn. Có những hoạt động vốn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nhưng nó lại có ý nghĩa sống còn đối với cả một doanh nghiệp. Chúng ta chỉ có thể đem bán những cái mà chúng ta có. Không ai đi bán những cái mà chúng ta không có bao giờ cả. Tiền là một phương tiện giúp ta biến sức lao động, chất xám thành tiền, chứ tiền không trực tiếp làm ra tiền. Nếu bạn có sức lao động, chất xám, bạn có thể biến chúng thành tiền mà không cần tiền hỗ trợ. Vấn đề là bạn có sức lao động, chất xám không, và làm sao để biến đổi chúng. Nếu như bạn không trả lời được thì làm sao bạn giàu có đây? Kinh doanh mà làm bừa làm bậy, làm nhanh chóng hay trông chờ vào may rủi, nghĩ rằng cứ cố cày thật nhiều sẽ thành công là lối nghĩ của những kẻ thất bại. Bạn có đang suy nghĩ theo lối này không? Nếu có thì hãy dừng lại và chấn chỉnh. Nếu không sớm thì muộn thì bạn cũng phải ngậm đắng nuốt cay. Liều mạng ham giàu nhanh chỉ là hành động của kẻ thiếu hiểu biết thôi.